Ngày nay, nhiều người có thói quen là đăng ảnh lên Facebook để nhờ mạng xã hội này lưu giữ lại những khoảnh khắc mà mình đã ghi lại được. Có thể để ở chế độ công khai hoặc là ẩn đi, không cho người khác thấy để đảm bảo tính riêng tư, nhất là những hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, sẽ ra sao nếu những hình ảnh này lọt vào tai của những hacker? Vụ việc sau đây sẽ là lời cảnh báo đến mọi người. Công an huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Duy Anh, 25 tuổi, ở huyện Thường Xuân và áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Kim Hoàng Anh, 23 tuổi, ở huyện Triệu Sơn về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, các đối tượng này đã hack Facebook cá nhân của một cô gái ở thị trấn Lang Chánh, sử dụng hình ảnh nhạy cảm của chị lưu giữ trên trang cá nhân để đe dọa chị phải chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng này, nếu không sẽ phát tán trên mạng xã hội. Do lo sợ, chị đã 2 lần chuyển tiền cho chúng với tổng số là 1.300.000 đồng. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn tiếp tục nhắn tin tống tiền. Sau đó, nạn nhân trình báo đến công an. Lê Duy Anh nghiện game, từng có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vừa ra tù, đối tượng này lại ngựa quen đường cũ, thường xuyên lang thang trên mạng, tìm cách hack nick của các cô gái, sau đó dùng những hình ảnh nhạy cảm trong Facebook của họ để tống tiền.